Wow, đẹp bánh nhìn ngọt hấp dẫn. À, bánh da dẻo mềm dai, bột nó rất là ngon. Bánh này thì ăn kèm với nước cốt dừa nè, em có nước cốt dừa đây chan lên. Mới Kim Mai xin chào hết cô chú anh chị. Mình cô chú anh chị mình ngày mới nhiều sức khỏe vui vẻ. Hôm nay Kim vào bếp Kim làm bánh bánh bột bán nhân đậu. Ở đây trước hết thì bánh bột bán thì mình có một bịch bột bán. Ở đây mình có một bịch bột bán. Nó có 400 gram. Ở đây mình có một bịch bột bán. Bột bán nhân đậu xanh thì không thể thiếu đậu xanh. Đậu xanh thì mình cũng đã làm nấu chín rồi, nấu chín giò viên sẵn hết rồi cho nó lẹ cả nhà. Nấu này thì giống như nhân này giống như nhân mình làm bánh cam hay là nhân xơ nước giống vậy đại khái. Ở đây thì Kim có đường, đây Kim có bột năng. Bột năng trước khi mà làm nước dừa, ở đây Kim có nước dừa. Mời cô chú anh chị cùng vào bếp làm bánh giúp Kim cho vui. Hôm nay Kim làm bánh, Kim chia sẻ món bánh. Kim có một bịch bột này. Bây giờ Kim mở ra đây. Kim cắt ra. Kim bột bán ở đây, bột bán thì loại nào cũng được đó nha, nói chung nó có nhiều loại lắm, mình nhà mình thích ăn loại nào thì mình dùng loại đó. Mình có một bịch bột bán, giờ Kim đi rửa sơ. Này không cần phải ngâm đâu, Kim làm liền mà không có cần ngâm. Nhân đậu thì Kim cũng đã nấu rồi, nấu mình là giống như mình nấu giống dạng chè xơ nước vậy đó, hay là bánh cam cũng được, đại khái vậy đó. Nói chung mình thích ăn đậu thì mình nấu chín, nhừ rồi mình cho mình ngào nhờ với nước dừa đường. Muốn ăn dừa, cả nhà muốn ăn dừa sợi thì ngào thêm dừa sợi vô. Nói chung ở nhà mình ăn cái gì thì mình làm cái đó. Kim chia sẻ theo khẩu vị của nhà Kim nha. Kim chứ đêm nay này Kim đi rửa mẹ này chứ hết đây đi rửa thì Kim đi Kim coi lấy nước ở đây một bịch á, một bịch 400 gram thì Kim cho 700 ml nước vô Kim nấu trước, trong khi đi rửa thì Kim nấu nước trước. Kim bắt lên bếp Kim nấu. Kim nấu cho nó sôi cái nè, nấu cho nó sôi. Mới lấy Kim rửa sơ cái đậu cái bột bán cho nè. Kim rửa sơ cái bột bán thôi, nói chung mình không có cần chắc cũng phải tập nhưng mà mình rửa sơ lại thôi là được rồi. Rửa sơ Kim để đây, Kim để Kim lấy nước Kim rửa, rửa xong rồi rửa sơ lại rồi mình dắt nó ra, mình đổ nó ra. Mình không có ngâm, cái này mình không có ngâm, mình chỉ rửa thôi. Đó, rửa sơ cho nó sạch là được. Kim bỏ này đi. Gà nó trời cái trời cái gà cái bọn á trời luôn.
Bây giờ Kim để đây cho nó ráo. Kim để trong khi đợi nước sôi. Nước sôi thì Kim đi khui nước dừa luôn đi. Kim có dầu, Kim có đậu xanh là Kim cũng đã làm sẵn rồi. Làm sẵn cho nó lẹ cái nhà. Nói chung hầu như khâu đậu xanh thì ai cũng biết hết á. Nhưng đậu thì ai cũng biết là Kim chia sẻ cho nó nhanh cho nó lẹ. Đó, Kim có nước dừa nè. Ở đây nước Kim cũng đã sôi rồi. Nước Kim cũng đã sôi, Kim cho miếng muối vào đây. Cho miếng muối vào đây. Bây giờ nước Kim cũng đã sôi, thật là sôi rồi đó. Bây giờ Kim bỏ này vào. Nói chung làm theo cách này thì ai cũng làm được đó nha. Nó dễ hơn. Nên là mình làm cái microwave á, nhiều lúc á, cả nhà có nhiều nhà không có microwave. Chứ khi dùng này thì nó lẹ hơn, nó cũng dễ nữa. Cả nhà cô chú anh chị nào làm cũng được. Mình khuấy lên, mình khuấy lên cho nó sôi phùng phừng lên khoảng 1 phút hay là tắt lửa là được. Cho nó sôi phần nó tắt lửa rồi được rồi. Rồi, tắt lửa. Tắt lửa, Kim đậy nắp rồi này. Đây mình đậy nắp lại cho nó chín cái bột. Đó, cứ vậy thôi. Trong cái bột nó đặt lại chút nữa mà mình nấy cho nó dễ nè. Đó, để đây cho nó chín cái bột cái đó. Kim để nó vào. Kim để có 10 phút sau á, 10 phút cho nó nóng lên cho nó chín cái, cho nó chín sơ cái bột á là mình làm được. Trong khi làm thì Kim đi đợi cái bột thì mình đi thắng nước dừa cả nhà. Thắng nước dừa thì trước hết thì Kim có đường, Kim cho đường vô nha. Kim cho 2 muỗng cà phê bột năng ha. Bột năng. Kim cho nước dừa vô nha. Ở đây Kim có đường, Kim cho đường vô với bột năng. Bây giờ Kim cho nước dừa vô. Khi mình đợi cái bột á, mình đợi cái bột rồi mình đi thắng nước dừa. Đây Kim có 1 lon nước dừa thì Kim cho thêm cỡ nửa lon nước nữa cả nhà. Mình cho xí muối vào đây luôn nhé. Có xí muối trên. Bây giờ Kim đi dặn lửa là Kim khuấy cái nước dừa này trước cái đó. Cho đường, cho bột năng. Kim khuấy nó. Trong khi Kim đợi cái bột nè, Kim đợi cái bột cho nó cỡ 10 phút á, cho nó nguội á, cho nó đặt lại cho nó nguội á, thì Kim mới đi thắng cái này trước. Bây giờ Kim cho một ống qua này vô, 2 ống qua này vô. Ở đây không có lá dứa cả nhà. Kim cho quanh này cho nó thơm cái nước cốt dừa của mình á, cho nó ngon, cho nó đậm. Mình lửa nhỏ, mở lửa nhỏ nhỏ nhỏ, khuấy cái làm nước cốt dừa. Bánh bột bán
lấy nước dừa xong rồi. Thấy chưa, cái nước cốt dừa này nó kẹo lại, mình phải đứng đi khuấy nha cả nhà. Nói chung khuấy này nó cũng hơi, tại mình có bột năng ở trong đây á, cho nên mình phải chịu khó đứng đi khuấy đi cho nó, này cũng lẹ, khuấy cũng nhanh cả nhà, nói chung cũng làm cũng lẹ. Kim chia sẻ cách đơn giản nhất, đậu xanh thì nói chung đậu xanh thì cái nhà nấu giống như mình nấu chè sữa nước hay là bánh cam cũng được, nhưng thì chắc ai cũng biết rồi nên Kim làm đại khái đơn giản. Sơn đậu rồi ai cũng biết sơn. Mọi người nói nhỏ thôi cho nó. Cái mọi người nói nhỏ lại. Bắt đầu nó kẹo kẹo lại. Cái này ăn bánh này thì phải ăn nước dừa nó kẹo kẹo nó mới ngon. Dừa nó kéo lại á mới ra nó ngon. Dừa có kem cũng để kẹo này. Mình tắt lửa. Đó, nó có cơm. Đó, nó kẹo cái nhà. Kẹo kẹo đó vậy là được rồi, cho mình làm cốt nó kẹo lại như là vừa rồi được rồi. Khi mà nó cốt cái luôn nha, ngon cái sao để Kim coi cái nha. Cái bột đó kìa nè. Đó, cái bột này chắc cũng đã được rồi. Ừ, cái bột bây giờ Kim phải lấy ra cho nó nguội. Nó nguội Kim mới làm được. Nên nó nóng quá nên làm nó được. Cái nhà. Sau 10 phút thì Kim cũng đã bánh. Cái bột đó, nó cũng đã nguội rồi. Bây giờ Kim đi bắt bánh thôi. Kim đi bắt bánh. Là một bánh nó cũng cũng chín cỡ nửa rồi đó cả nhà. Giờ thấy nó cái kem nguội rồi, giờ Kim bắt bánh được rồi đó. Kim bắt bánh thì Kim cho miếng dầu vô. Mình cho mình bỏ vô đây mình nhà cái sẩn cái chén mình bỏ vô đây. Kim hấp cái này cho nó. Dạ. Nó tha miếng dầu vô đây luôn. À, dầu vô cho nó không có dính cả nha. Cho miếng dầu vô cái chén luôn. Chút nó không có bị dính. Tôi cầm đoạn kim đi à. Rồi. Mình bắt bánh, bánh kia con đang nguội rồi. Mình lấy cơ, mình lấy sao canh sao mà cái bột nó nhiều hơn cái nhân chút là được rồi. Đó. Bỏ vô. Mình làm cái này thì Kim không có dùng bột năng, thì làm đơn giản như thế, làm theo bột của nó đó. Cái bánh giò cho nó
giống như viên sa nước nha. Mình bỏ vô đây. Này cũng dễ cả nhà, nhanh mà gọn lẹ nữa, mình thấy cũng nhanh à. Mình có làm canh vừa ăn là được rồi. Cái bột quá mình cũng đừng nhiều bột quá, nhiều bột quá ăn cũng ngán. Cái này Kim làm không có bỏ bột năng, chỉ là bột bột bánh thôi, bột bánh bình thường. Cho miếng dầu ra nè, miếng tính chút nó không có bị dính, mình hấp lên nó không có bị. Bột cái nhà để nguội á, mình đó, mình mới ra. Cứ vậy mà cái nhà là chung mà mở lửa lên chung hấp sẵn sức luôn. Bỏ vô cái bịch ni lông á, cái nhà quấn chặt lại cũng được. Cái bịch đó mình cho đậu vô, giò giống như giò sơ nước vậy. Đậu thì Kim sên với nước dừa, cho mình hấp lên, xong rồi mình sên với nước dừa với đường. Đậu nói chung thì mình cho một xí đường nha, cho mấy muỗng đường nha, cho nó 2-3 muỗng đường cho nó ngọt ngọt cái nhân như thế nào. Mình phải làm cái nhân cho nó ngọt ngọt mới được. Cái mình giò tròn là như là được rồi. Cho nó lại cho tròn nè. Cái nhà muốn ăn dai thêm á thì cái nhà cho cô chú anh chị mình cho thêm bột năng vô, khoảng 2 muỗng bột năng nữa. Nếu mà mình muốn dai thêm á, Kim thì Kim không có cho, Kim đang để vậy. Mình thì dùng chỉ bột bán không thôi. Rồi viên dừa ăn là được rồi. Rồi cái viên dừa ăn là được. Một bịch bột mà cũng làm nên nhiều ghê vậy. Mình kêu mà bịch bột thì là mình cho 700 ml nước vô mình nấu, 700 ml nước mình vô mình nấu. Rồi khi mà nước sôi rồi thì mình bỏ vô, khi mà đi hấp bánh cái kim. Kim bây giờ Kim đang đi hấp nước này, cô Kim cũng hấp sôi nè, bỏ lên hấp. Mình cho cái giấy vừa đây cho nó có nhiễm nước á, mình để hấp hấp cỡ 10 15 phút
15 phút rồi được rồi. Cái nó nhận lửa vừa thôi. Kim hấp một chút nữa chín này Kim dở ra cho cả nhà xem. Sau 15 phút thì cái bánh của Kim cũng đã chắc chín rồi. Đây, wow, nó chín rồi đây cả nhà ơi. Sau 15 phút bánh của Kim nó cũng đã chín rồi. Bây giờ Kim lấy ra nha. Là đó. Kim lấy ra Kim hấp thêm sừng thứ hai. Bây giờ nó cũng đã nguội rồi. Giờ lấy ra được rồi. Bánh màu đẹp quá luôn. Bỏ đây cái này đi. Bỏ lên đây cho hấp luôn. Kim đem đi hấp. Để nó không có bị cứng nữa nha cả nhà. Đây cả nhà. Sau 15 phút thì bánh Kim cũng đã chín rồi. Bây giờ Kim lấy ra. Cho nó qua đây. Wow, cái nào bánh nó ngon quá trời. Kim cho nó ra đây cho đây. Đấy, cái này thì Kim cũng đã chín rồi. Sau một hồi thì cũng đã chín rồi. Kim làm lá chuối luôn, hai thứ luôn, chén với lá chuối nữa, hai thứ vô. Bánh nhìn cũng ngon rồi cho ta. Chưa chín, mình bỏ vô hấp. Kim bỏ vô, Kim hấp tiếp. Chưa có xong. Một gói bột mà làm ra nhiều ghê. Một gói bột mà Kim làm ra quá trời cả nhà. Wow, bánh của Kim nè, nóng hổi luôn. Nước dừa đó, để bánh luôn, có nước dừa, có đậu luôn, có đậu nữa. Sau một hồi làm cả nhà, Kim cũng đã làm xong một đĩa bánh này. Wow, đĩa bánh nhìn ngon hấp dẫn. Một đĩa to khổng lồ luôn. Kim cũng đã làm xong rồi đó. Bánh ra dẻo mềm dai. Thì bánh này không có bột năng nha cả nhà. Bột nó rất là ngon. Wow, cái bánh nhìn cái màu nó đẹp không. Wow, một hồi thì Kim cũng đã làm xong rồi. Ok, bánh này thì ăn kèm với nước dừa, nước cốt dừa nè. Kim có nước cốt dừa đây chan lên. Chan lên này, ăn kèm với nước cốt dừa là hết sảy luôn. Kim bỏ cho xí
Phỏng mè nữa cả nhà. Wow, hết sảy luôn. À, một dĩa bánh của Kim này. Kim mời cả nhà cùng dùng bánh với Kim. Sau một hồi làm thì Kim cũng đã có một đĩa bánh khổng lồ luôn, đĩa bánh to quá. Này một bịch bánh, một bịch bọt mà Kim làm ra nhiều á, mà còn dư bổ quá trời cả nhà. Một bịch bọt mà cũng ra nhiều bánh ghê á. Kim mời cả nhà cùng dùng bánh với Kim. Để Kim thử luôn cả nhà xem ha, coi có bánh rất ngon. Qua nó vừa dẻo vừa giòn vừa dai nha cả nhà. Nó này nó không có bột năng cho nên không có dai theo kiểu bột năng, bột năng thì nó dai hơn. Để thử luôn. Ngon, nó giòn sực sực, nó không có dai, nó không có đậu thì béo, mềm béo, nước dừa thì nó thơm nữa. Wow. Dừa nó thơm. Cái bột này nó không có, mình không có dùng bột năng á cho nên nó vừa dai vừa tới, nó dừng giòn ngon. Nó không có dai theo kiểu trong bột năng. Rồi video đến đây Kim cũng đã làm xong rồi. Kim cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Mình chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe vui vẻ. Hẹn lại cô chú anh chị video sau. Bánh bột bán nhân đậu xanh.